Khi sử dụng phần mềm đăng ký khám bệnh online, các bậc cha mẹ chỉ cần đặt lịch hẹn bác sĩ và theo dõi thời gian để đến bệnh viện khám cho con qua phần mềm, email, tin nhắn, SMS hỗ trợ. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn giúp các bậc phụ huynh thanh toán tiền viện phí, nhắc lịch tái khám giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chờ đợi. Phụ huynh có thể ngồi tại nhà, chọn được cái phòng khám bệnh, đóng tiền sẵn luôn và có cái số thứ tự và có số phòng khám luôn. Thì sau đó thì phụ huynh có thể tới thẳng ở bệnh viện Nhi Đồng để đăng ký được khám thôi, không cần làm nhiều thủ tục nữa, không phải xếp hàng nữa. Để đặt lịch khám qua ứng dụng như thế, các bậc phụ huynh cần thực hiện 3 bước như sau. Bước 1. Đặt lịch khám. Tải và đăng nhập ứng dụng Bệnh viện Nhi Đồng 1, đăng ký khám bệnh online trên Google Play, App Store hoặc truy cập website nhidong1.medpro.com.vn. Bước 2. Thanh toán. Người dùng chọn và thực